đây đường này là đường dây điện đấy. Đúng. Cái dây này này. Phải không? Phải. Đường điện à? Đường điện được lắp lâu chưa? Cũng xác gần 1 năm hay là cao nhỉ? Ở chỗ này cao nhỉ? Đúng. Đang ngó gì đây? Tìm gì đây? Không. Đây mọi người có thể thấy đấy. Từ trên này nhìn xuống. Rất là cao. Ở trong này nhà nào là nghèo nhất? Nhà nghèo nhất là nhà của anh đang làm nhà kia. Anh đang làm nhà ở trên kia? Đúng ạ. Là nghèo nhất? Đúng. Vì chú kia nó nuôi hai con mà không có bố mẹ. À, nghĩa là nuôi hai em nhỏ mồ côi à? Đúng ạ. Không có bố mẹ, nhận nuôi ấy. Đúng ạ. Không phải là con đẻ. Đúng ạ. Một nhà này. Nhà này nữa à? Nhà này cũng nghèo à? Đúng. Đây, hay là mình vào nhà này chơi một tí đi. Vâng. Thế đâu à? Tôi chuyển lên lúc trên à? Oh, em chào chị. Vâng, chị đang làm gì đây? Chị đang muốn cho chị đang cho gà ăn à? Cho gà. Oh, nhà chị này có một đàn gà. Có hai em bé. Có hai em bé nữa. Đúng. Nhà được làm bằng gỗ rất là sập sệ. Nghiêng ấy. Ê. Em vào nhà chơi tí nhá. Được không? Có hai bạn nhỏ. Xin chào. Hai bạn nhỏ đang làm gì đây? Đang ăn gì đây? Đang ăn cái gì nhỉ? Đỗ đen à? Này chú cho này. Này chú cho này. Không biết cầm. Đấy cầm, cầm cho em. Cầm cho em. Ngả nhá. Đang ngồi xe phi. Giường ngủ. Đúng. Nhà này là không có gì luôn đấy nhỉ? Đúng. Đi sang bên này nhỉ? Nhìn đồ đạc trong nhà rất sơ sài. Ôi. Con chó đã đẻ con đấy. Con chó đã đẻ con à? Đúng. Ác nhỉ. Ơi sao con chó bé đấy nhỉ? Con chó bé nhưng mà đẻ con à? Đang đẻ con nên là ác nhỉ? Đúng. Anh không khá cho cá nhân mình đâu. Chị năm nay bao nhiêu tuổi chị? 35 rồi. Thế mà nhìn chị trẻ nhờ. Chị có chồng chưa? Có rồi. À, chị có rồi à? Chị có mấy con rồi? 5 con. Đúng. 4 con trai, 1 con gái. 4 con trai, 1 người con gái. Đúng. Một con là lớp 6. Là con cả là lớp 6 à? Đúng. Con trai lớp 6. Ồ, 35 tuổi. 5 người con. Một con thì đã học tiểu học dưới này. Ờ, à, là đi học hết rồi đấy. Đúng. Đấy. Đi. Thôi em xin phép em mà sang bên này tí. Nên chào này. Chị nha. À, đường đi bộ. Nhưng mà đường này vẫn có người họ đi xe. Đường này dốc quá. Dốc lắm. Đúng. Với kinh nghiệm mà đi xe máy 20 năm của mình thì mình quyết định là đi bộ. Gió nhỉ? Đúng. Thế nhà em có mấy anh em? À, 4 ạ. 4 anh em. Em làm con trai, 3 con gái.
À, nghĩa là nhà có ba chị. Đúng rồi. Em là được sinh thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai à? Đúng rồi. Còn hai em nhỏ nữa à? Đúng rồi. Hai em nhỏ là một người học lớp 6, một người học lớp 5. À, Người học còn lớp chị 6. thì đi học lớp 10 rồi. À. Chị học ở Thái Nguyên. Hai em nhỏ, một người học lớp 6, một người học lớp 5. Đúng rồi. Em học lớp 8 à? Đúng rồi. 13 tuổi nhỉ? Em tên gì? Em tên là Giàn Nô. Giảm Mino à? Bạn này tên là Nô. Hôm nay Nô sẽ dẫn mọi người đi tham quan ngôi làng. Nhà bên này cũng khổ vậy người ta. Nhà thấy cũng khổ à? Đúng. Bởi vì là mọi người xây nhà cao quá mà đẻ cũng nhiều. Chị ấy 35 tuổi mà 5 người con. Đây này, ra nhà này này. Nhà này mái bằng bạt luôn à? Đúng. Phải là nhà ở không hay là Nhà này không ở. nhà này không ở à? Đúng. Nhà này dựng để củi thôi phải không? Đúng. Đây phía bên trái là có một cái chuồng. Người dân không nuôi gia súc nên là người dân để củi. Phía này thì có một căn nhà dựng mái bằng bạt. Không Nhà biết này là dùng để làm gì? Nhà này họ xây để làm gì? lúc trước thì họ ở Lúc đây. trước là họ ở đây. Đúng. À, nhà đất hay sao ấy nhỉ? Phải không? Không phải Anh là đất. thấy đất ở đây. À không phải, gỗ. Hồi trước là ở đây. Bây giờ thì để nguyên như thế này. Cũng có dừa ở dưới. Cũng có giường. Đúng. Nên bây giờ họ chuyển sang nhà này à? Nhà này cũng biết là có ở nhà. Bây giờ họ chuyển sang nhà này để ở á? À? Nhà này để ở à? Đúng Hay là ạ. họ cũng bỏ hoang ấy? Nhà này để ở. Không ở nhà rồi. Không ai ở nhà. Đúng ạ. Chắc chắn là họ đi làm nữa rồi. Đi làm nương. Đúng ạ. Nương ở xa không? Có. Nương ở xa. Đúng. Ở trên nữa hay là ở dưới? Ở trên với ở dưới. Ở trên với ở dưới đều có. Đúng. Nhưng mà thường thường họ đi làm nương là họ hay lên trên hay xuống dưới? Hay Kiểu nhiều người hay lên trên hay xuống dưới hơn đấy. nhiều người xuống dưới. Xuống dưới hơn à? Đúng ạ. Ừ. Đây mọi người thấy là phía này có một tảng đá nhìn rất là đẹp. Ở phía chân đá cảm giác như kiểu là có người họ cắt ấy, nhờ. Rất là thẳng đây, nhìn như kiểu là vết cắt. Nấu ăn cơm chưa? Là có. Ăn cơm rồi. Đúng. Ở phía bên này là nhà sơn màu xanh này là điểm trường á, hay là nhà ở? Nhà ở. Nhà ở. Đúng rồi. Nhà này nhìn giống như kiểu là nhà được hỗ trợ ấy nhỉ? Đúng ạ, nhà này hỗ trợ thôi mà. Là cái con đường này đường thôi mà. Ừ. Bởi vì là nhà thường thường người Mông xây ít khi là sơn Đúng. nhỉ? Ít khi sơn nhà nhỉ? Đúng ạ. Thường thường xây khung thôi. Nhà bên kia mới là nhà địa trường. Nhà bên kia mới là nhà địa trường. Nhà bên này điểm trường à? Đúng rồi. Điểm trường này là cấp 1 với lại à? Từ lớp mấy đến lớp mấy? Chắc chắn là môn giáo với lớp 1 thôi. Mẫu giáo với lớp 1. Đúng rồi. Đây, phía bên này nữa. Phía bên này cũng có nhà nhiều. Đúng. Nếu mà mình muốn đi sang trỏm của xóm bên kia thì mình đi đường nào? Đường bên kia Mình muốn sang trỏm bên xóm của nhà bên này này. nhà bên này À, cũng đi đường to cũng đường là đường này à? đúng Nhưng mà xa phải không? đúng Đi đi xuống đây chơi tí đi. Xuống điểm trường chơi tí. Điểm trường này là nhà nước xây hay là được hỗ trợ luôn? nhà nước xanh thôi Nhà nước xây à? đúng.
Chắc là hôm nay không có học sinh hay sao nhỉ? Cái điểm trường này là chưa có người học đó. À, chưa có người đến học à? Đúng. Ôi, điểm trường này, mọi người thấy không? Có cái view rất là đẹp ấy. Đấy. Bây giờ thì các em cú xuống dưới kia hào thôi. Xuống dưới nào? Xuống dưới hào. Xuống dưới này nhà à? Kia hào. Đúng. Cái nhà ở xanh xanh ở dưới này à? Đúng ạ. Là các em bé phải không? Đúng. Còn em là đi học ở trong giàng, là đi đường bên này phải không? Đúng ạ. Đấy, người ta xây thêm điểm trường ở đây để mọi người đi lại đỡ vất vả. Đúng. Để mà đi xe máy từ trên này xuống thì cũng không phải là đơn giản thôi. Đúng. Rất là nguy hiểm. Hôm nào cũng đi học kiểu thế thì bố mẹ đèo đi thì cũng nguy hiểm, mà để các em đi học thì cũng nguy hiểm. Đúng. Bởi vì là vực rất là sâu. Đấy. Chỉ sơ sẩy cái là ôi, không thể nói trước được. Ở đây họ sơn cũng hay nhỉ. Đúng. Ở đây là có chảo tivi này. Trong nhà này có tivi à? Nhà này lúc trước có nhưng mà bây giờ không dùng. Sao lại không dùng nữa? À, cái tivi nó bị hỏng. Bị hỏng à? Đúng ạ. Ở nhà ở trên này anh thấy có mấy nhà có tivi luôn ấy. À, nhưng mà tivi đều bị hỏng hết. À, nhà màu xanh xanh kia có một cái. Ừ. Nhà xanh xanh là hoàn cảnh như nào mà người ta hỗ trợ xây nhà vậy? À, làm con đường này. Đây, làm con đường này xong họ hỗ trợ xây nhà. Đúng ạ. Đi từ từ thôi, đợi anh với. Phía bên này là bể nước à? Đúng ạ. Hết nước rồi. Hết nước rồi. Đúng. Thường thường là bể nước người dân là trông chờ vào mùa mưa, bởi vì mưa nước mọi người lấy ở trên mái bờ xuống. Mà như quý khán giả cũng biết là nước ở bờ thì rất là độc. Đấy. Nhưng mà biết sao được, bởi vì là thiếu nước, không có nước. Nên đành phải trông chờ vào mùa mưa thôi. Nhà này có hai chiếc xe máy để ở ngoài. Ô, phía bên này là họ được dùng để làm gì đấy? Cái nhà này, nhà bếp à? Không phải. Mở được. Họ khóa ở trong rồi, hình như là nhà ở hay sao ấy. Không phải, nhà để một cái máy máy gì? Máy ngô. Hả? Máy ngô. Máy ngô à? À, để máy sát ngô ở đấy phải không? À. Phía bên trên mình thấy có vài con gà. Cái đen. Cái nhà này đi xây nhà ngoài bên kia. À, nhà này là đi ở rồi. Bên này à? Đúng ạ. Không ở nhà này nữa à? Đúng, bây giờ đang xây. Bây giờ đang xây à? Đúng ạ. Nhà sập xệ mà chắc là họ không ở được nữa. Đây là máy sắt đá. Đấy, máy nghiền đá. Chắc là từ cái đợt mà làm con đường này phải không? Đúng là rồi. Họ mang vào phải không? Hôm nay cũng mát nhờ nô nhờ. Đúng ạ. Thế nô cũng hay ra Mèo Vạc chơi không? À, em cũng không đi ạ. Ít ra Mèo Vạc chơi à? Đúng. Thường thường là chợ là có hay ra chơi không? Không. Không à? Vì có tiền với đến, không có tiền thì không đi. Không có tiền. Đúng ạ. Phía bên này mọi người có thể nhìn thấy là xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Mấy người đang trồng ngô này. Đâu? Trồng ngô đâu? Không biết đi đâu rồi, ngô này. Không biết là họ trồng đi đâu. Ô, người ta trồng ngô cả ở phía bên này này. Mọi người thấy không? Ở dưới này. À đây, ở dưới này à? Đúng. Dưới. Chọc bố cửa bò.
Ở chỗ cửa có một cô đang trông ở dưới. Ồ, chào cô nhá. Cô biết tiếng Kinh không? Không. Không. Mọi người tận dụng từng tấc đất một để trồng ngô. Chỗ này là toàn đá thôi đấy nhỉ? Đúng. Để có đất trồng ngô là rất là ít. Nên vừa nãy mình đi bộ từ dưới đường cái lên trên này. Đường này thường thường họ đi xe, vẫn đi xe máy vào bình đúng, thường chứ nhỉ? Đúng ạ. Đường rất nhỏ, men vực luôn này. Rồi, quá kinh khủng. Từ phía trên này xuống dưới chắc là rơi tầm khoảng 100-200 mét đấy. Cao nhờ, chỗ này chắc là cao nhất đấy. Thường thường nâu có hay đi hộ bố mẹ làm nương không? Có ạ. Có. Đúng. Bố mẹ trồng ngô à? Đúng. Bây giờ trồng hết, bố mẹ đi làm hết rồi. Bố mẹ đi làm rồi á? Đúng ạ. Bố mẹ đi làm công ty á? Đúng ạ. À. Bố mẹ em à, bao nhiêu tuổi? À, bố là 38 tuổi. Bố 38 tuổi? Đúng ạ. Mẹ bao nhiêu? Mẹ 36. Mẹ 36? Đúng. Thế là ở nhà là có 4 anh chị em? Đúng, nhưng mà chị Hà Thái Nguyên thì có 2 em với cả em ở nhà. Là có 2 người à? Đúng, 3 người. 3 người? Đúng ạ. Giờ là còn 3 người là ở cùng nhau. Thế mọi lần nấu cơm ăn cơm là ăn ở đâu? Tự ăn, nấu à? Tự nấu. Giỏi nhờ. 13 tuổi nấu cơm nuôi hai em nhờ. Đúng hai rồi. Em nhỏ nữa phải không? Đúng ạ. Một em là học lớp mấy? Một em học lớp 6, một em học lớp 5. Một em học lớp 6, một em học lớp 5. Đúng ạ. Nô học lớp 8. Cái phía bên dưới mình thấy nhà của người dân này. Phía bên này hình như là thấp hơn bên kia, bên nãy anh em mình đi ấy nhỉ? Đúng ạ. Nên là họ xây khá là nhiều nhà bằng gạch. Có cả lợp bằng mái tôn luôn. Mấy nhà này gạch bằng là bằng gạch hết thôi. Ờ, phía bên này toàn gạch hết đây. Đúng ạ. Rồi, mọi người thấy không? Ở phía này còn có đường dây nước. Đường nước phải không? Đúng. Đường nước ngầm à? Đúng. Ở bên kia có đường nước ngầm không? Không. Ở bên kia không có. Đúng. Bên này có đấy à? Đúng. Toàn là bên kia ra chở bên này đi thôi. Chở nước bên này đi. Bên kia sang bên này lấy nước thôi à? Đúng. Đường này. Mọi người nhìn đường. Có một anh đang đi xe máy. Mọi người xem anh đấy đi nhá. Dốc chưa? Đi giỏi nhờ. Người đúng. Dân đây đi xe máy giỏi. Trời trời trời.
Về số 1 mà vẫn trôi ầm ầm. Có người chắc là đi số 3, số 4. Có người đi số 3, số 4. Đúng. Đi số 3, số 4 đi xuống. Đúng. Thế mà chẳng đi nhanh lắm à? Đúng. Nhà nuôi bò hay dê không? No. Nhà em à? Nhà bên này. Nhà em ấy nuôi bò hay dê không? Vừa mới xây nhà xong thì không có bò với không có dê. Không có bò, không có dê à? Không có lợn, chỉ có gà với con vịt thôi. Mọi lần nếu mà đi học ở trường là có ở lại trường không hay là có đi về nhà? Có ở lại trường. Có ở à? Đúng ạ. Bởi vì đường đi lại xa với lại khó khăn nhỉ. Đúng ạ. Mà ngày nào cũng đi bộ như thế thì rất là vất vả. Tòa hỗ trợ hết. Sao? Chú Linh hỗ trợ. Mấy nhà ở bên này á? Đúng. Toàn được hỗ trợ hết à? Đúng ạ. Nên là anh thấy toàn nhà xây đấy nhỉ? Đúng. Nhà kia còn xây 2 tầng luôn này. Có một nhà 2 tầng. Đây. Nước này là cung cấp cho các hộ ở dưới đường chính luôn chứ, đường cái luôn chứ phải không? Đúng. Đây ở trong này. Đấy. Có mạch nước ngầm đấy. Đúng. Nghe tí tách tí tách. Sang bên đấy chơi đi. Sang bên đấy xem họ sang xuống dưới kia. Làm móng đi. Nhỉ. Vâng. Chắc là nhà ở trên cao làm bằng móng đá là đặc trưng rồi. Đặc trưng của đồng bào người Hơ Mông ở trên này rồi. Em nô đi thoăn thoắt luôn. Nên tên chó là chú Bố Dê là chào chào cô, chào chú nha. Cô chú đang làm nhà. Chào nhá. Em chào anh. Ồ, anh cũng tức là em mọi người đang làm móng nhà này. Còn điệu cả em bé đi làm. Các chị gái đập đá. Rất là khỏe. Con gái vùng cao ấy. Trời. Cô chú làm nhà ở đây à cô chú? Cô chú làm lâu chưa? Sáng nay mới làm à? Sáng nay mới bắt đầu. Chỗ này rộng ấy nhờ, chỗ này làm chắc là nhà to đấy. 11 mét rộng, 11 mét dài à? 11 mét rộng. 9 mét rộng, 11 mét dài. Thấy không? Chị gái đập đá khỏe. Tạ đập à, chị này đập rất khỏe. Nhà ăn cơm chưa? Nhà mình ăn cơm chưa? Vừa ăn rồi à? Ăn gì đây? Rau rồi. Ăn rau à? Rau rau với mèn mèn. Bên này thì nhiều nhà xây lắm. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Nhà khó lò à. Hiểu chưa? Làm móng rất là dày nhá, cực kỳ dày luôn.
Đấy, móng ấy. Phải rơi tầm 3 mét. Móng ấy. Móng nhà ấy. Đâu ở đâu 12 mét? Bên này, bên này. Ở bên này á có cái móng dày 12 mét cơ. Cái nhà cao cao này á. Nhà này á. À, thì từ trên xuống là 6 mét. Thế tính kiểu gì lên được 12? Tính từ ngang ấy. À, chiều ngang. Chiều ngang, chiều ngang là dài rộng 10, 13 mét à? Ôi, em nhỏ này cười. Em ở dưới Mèo Vạc mà. Em ở trong thị trấn. Dạ. Anh người ở đây luôn ạ. À? Cho em bé cái kẹo cầm chơi, chắc là em bé chưa ăn được đâu, cho cầm chơi thôi. Em bé cũng đi làm cùng bố mẹ đấy nhỉ. Ờ, không ai trông. Anh lấy vợ chưa? Vợ anh. Ồ. Vợ đây à? Đúng. Vợ đây một con đây à? Hai con rồi. Năm con rồi. Năm con. Anh bao nhiêu tuổi? Sinh năm 96. Gần 30. Năm con. Ở bên kia em cũng thấy có một chị 35 tuổi cũng năm con luôn. Nhiệt lo lắm nhỉ. Ơ thế em áo trắng lấy vợ chưa? Em đang học lớp 9. Đang học lớp 9 à? Nhìn đẹp trai nhỉ? Chắc là sát gái lắm đây này. Không ai yêu à? Chắc là phép rồi. À, xem bạn nào ế thì liên hệ mình nhá. Em này rất là đẹp trai. Nhìn giống boy Hàn Quốc. Ngại. Nhà anh ở đâu? Nhà cao đấy. Nhà mà anh bảo 13 mét đấy. Anh về nhà, lên nhà anh chơi tí đi. Đi. Anh dẫn em lên nhà chơi tí. Nơi này còn như kiểu là hàng ngày là anh đi làm ở đâu không? Anh ở thị trấn ở chỗ nào nhỉ? Em ở ngoài huyện, em ở đoạn tổ 4 đấy. Tổ 4 à? Vâng. Nhà anh cao nhỉ? Nhưng mà con anh lớn chưa? Con anh lớn chưa? Đầu đi học lớp 3. Đứa lớn nhất học lớp 3 à? Còn 4 đứa nhỏ hơn. Ôi trời. Nhà này anh xây hết tầm khoảng bao nhiêu tiền đây? Ờ, gần 200. Gần 200 triệu. Nhiều tiền nhỉ? Có tiền đâu là. Đi thiệu nó cho thôi. Dạ. Có người hỗ trợ à? Vâng. Hỗ trợ cho bao nhiêu? 72 triệu. Xong rồi còn đâu là anh bỏ thêm vào à? Rồi vào nhà đi. Vâng. Nhà có nước ơi. Ôi, nhà rộng. Bình rất là rộng, thoáng mát. Em vừa đi bộ từ dưới lên mà. À. Đi qua cái làng ở trên kia rồi ấy. À. Ngon đấy, ngon đấy. Vâng. Tập thở lắm rồi. Đấy chứ. Anh không xem tivi à? Em không có tiền mua tivi. Không có tiền mua tivi. Vâng. Đây có ấm nước, nồi cơm điện này. Vâng. Nhà anh này thì bình thường. Cũng khá giả. Nếu mà so là với lại mấy nhà khác là cũng khá giả hơn một chút. Vâng. Nhưng mà chưa có tivi.
tủ lạnh nhỉ? Vâng. Mình có thích nhưng mà không có tí tiền đấy chi lại đi mua. Đây dùng bếp ga đây. Đấy. Trước anh đi làm công ty à? Em không, em ở không. Nhà thôi. Ở nhà? Vâng. Ở nhà thế sao nhiều tiền thế? Ngày xưa thì mình đi ở Trung Quốc. À đi Trung Quốc làm ấy. Vâng, đi được 8 năm chỉ gần 9 năm. Đi mượn Trung anh Quốc em làm. Tiệc ở anh em về say nữa. À. Đây ngồi uống nước. Vâng. Em thì nước hơi. Em cũng thế. À, đúng rồi, mới nước cho nó lành. Ngày xưa em vâng uống rượu nhưng mà em cấn từ được 3 năm rồi. Không uống rượu. Cấn 3 năm à? Vâng. Sao rồi anh lại không uống nữa? Ngày xưa em bị đau bụng ấy. À. Bị đau bụng, bị dạ dày à hay là bị vâng, sao? Vâng, đúng rồi. Thế khỏi chưa? Giờ khỏi chưa? Khó. Giờ khỏi. Khỏi, à? Khỏi được một năm rồi xây nhà. À, thế quá vui rồi nhỉ? Đúng. Bình thường thôi, không vui nhiều. Bởi vì mình có cái nhà này vẫn là quả bên tín thiệu cho thì mình cũng làm thôi, không làm thì phải mất có hộ rồi. Dạ. Thế là làm một lần để sau này con cháu ở nữa nhỉ? Đúng rồi. Nên là mới làm to. Đây uống nước đi. Dạ, vâng, em cảm ơn ạ. Này, anh mời mình một chén nước ấm. Rồi, mình mời mọi người nhá. Rồi mời các bạn uống nước nhá. À. Ở trên kia em thấy có nhà có cả tủ lạnh với lại tủ quần áo các kiểu mà. Ở đúng, trên này này. Đúng rồi, em không có. Mình cũng thích nhưng mà chưa chi được cái tiền ở đấy đi mua. À. Cái tờ giấy này mọi người để làm gì ấy? Cái này để là cúng. Cúng. Người dân ở trên này ai cũng có. Ai cũng có. Cúng ốm các kiểu đấy á? Không, cái đấy cúng là bình thường thôi. Cái đấy là người dân ở trên này cũng không biết nói. Nói chung là cứ cái gì mà cần cúng là đúng, cần đúng phải có cái đấy. Đúng rồi. Cũng kiểu gần như kiểu bàn thờ của người Kinh ấy nhỉ? Đúng rồi. Đúng là bàn thờ đúng không ạ? Đấy thế là bàn thờ. Anh nhà anh có máy bơm nước. Vâng, máy bơm nước BQ này. Được lợp hết bằng mái tôn này. Em mà qua chơi mà, nhưng mà con của anh đi đâu hết rồi? Con em đi học hết rồi. Đi học hết rồi, một đứa học lớp 3, thế còn ba đứa nữa. Có hai đứa nó đi đang đi học nữa. Và còn một đứa em bé ở dưới này. Một có em bé, hai đứa học có lớp 1. Một đứa nó đang ngủ ở trong phòng. À, đang ngủ trong phòng. Tiểu học à? Ở đây sáng lắm. Từ đây đi giảng. Nó có 9 tuổi thôi nhưng mà đi bộ thôi. Có sáng lắm. 9 tuổi. Ờ. Đi bộ đi học ở giảng. Từ giảng. Anh có xe máy sao anh không đón? Thì có lúc ấy mình có việc thì mình việc gấp rồi thì mình không đón được. Không đón. Nó tự đi bộ quen rồi ấy nhỉ? Đúng. Mà đi giỏi. Mấy đứa nhỏ đi giỏi lắm. Nó đi là lại thì nó quen được đấy. Vâng. Nhà anh có mấy con bò? Em vừa xây nhà xong ngôi không chưa có. Bán đi à? Bán không, bò đi à? Bò kia thì ngày xưa bán đi rồi. À. Không, tiểu không đủ là nhà bán đi rồi. À. Đi mượn anh em ba mươi mấy triệu rồi. Chưa tính tuốt. Nhà của em nó vừa thu được vừa mới lập xong được cái hồ 28 tép ấy. Vâng. Xong đã sượn đồ đạc các thứ rồi. Vừa mới là sung luôn, vẫn chưa sung. Có cái chỗ này có cái bể nhà vệ sinh kia vẫn chưa làm. Thế mọi lần là đi vệ sinh ở đâu? Vẫn chưa có nhà vệ sinh. Là đi thiên nhiên luôn, là ra vách núi kiểu em thấy có làng á, cả làng là có mỗi một cái nhà vệ sinh thôi. Đúng rồi. Em mỗi đây thì mỗi người phải có một cái nhưng mà giờ thì em phá hết rồi. Phải là tiếc. Giờ là làm lại ấy nhờ. Phải là lại thôi. Đó chắc là chơi thế thôi, vào nhà anh chơi thế thôi. Để cho anh còn đi làm tiếp không, lát mọi người lại nói. À. Em cảm ơn anh nhá. Hôm sau lại lên nhà chơi nhá. Vâng. Mấy hôm nữa lại lên chơi. Đúng rồi. Hôm sau lên nhà lại lên chỗ tiếc.
Phía ngoài là có lan can hết này. Đây nhà anh, bò nhà anh đây à? Bò đây là bò của từ thiện nó cho thôi. À đây, đây có một con bò đấy, hai con bò đấy. Đúng. Thế phải bảo hết bò. Bò ở đây bên này. Em ơi, ngày xưa em có bố con. Bốn con. Bán hết rồi. Con này từ thiện vừa mua cho. Dạ. Con bò ngó ngó. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Em cảm ơn. Lần sau lên nhà chơi nhé. Vâng, lần sau em lại lên chơi tiếp. Chắc là video của mình đến đây thôi. Mình cũng xin kết thúc video. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi video của mình. Nếu mà mọi người thấy video hay thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Chào nha.